Trong bối cảnh khó khăn, thay vì tìm cách giải quyết vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, nhiều lãnh đạo lại đi tìm cách giải quyết tận gốc rễ bằng cách thay đổi chính mình thông qua các khóa huấn luyện đặc biệt. Khóa huấn luyện Leader Mindset thay đổi mô thức lãnh đạo của Tập đoàn Giáo dục và Tư vấn triển khai Topian được đánh giá là khá thành công trong số này. Khác với những điều người ta thường nghĩ đến khi nhắc đến câu con đường trải đầy hoa hồng, những nhà lãnh đạo này tỏ ra khá căng thẳng khi chuẩn bị được đi trên hoa hồng, vì nó không chỉ có hoa mà còn có rất nhiều gai nhọn. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn, nhiều người tỏ ra khá quyết tâm và bước đi mạnh mẽ. Trước khi đi thì cũng hơi nghĩa là suy nghĩ một tí, nhưng mà khi được người thầy mà đặt những câu hỏi và tạo cho mình một cái niềm tin rồi là mình đi nó bình thản, thấy đó là một cái việc là mình đã quyết tâm thì mình bình an trong cái tâm suy nghĩ của mình, đi qua thấy cũng là bình thường. Đây không phải là một trò chơi nguy hiểm trong một hoạt động team building nào đó, mà là bài kiểm tra cuối khóa của chương trình huấn luyện Leader Mindset của Tập đoàn Đào tạo và Tư vấn triển khai Topian. Chương trình áp dụng kỹ thuật NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, thôi miên kết hợp với bộ công cụ coaching để thay đổi và phát triển khả năng lãnh đạo từ mô thức đến kỹ năng. Ông Loan Văn Sơn, chuyên gia huấn luyện, CEO tập đoàn của Topian cho biết, khóa huấn luyện dựa vào kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo thành công để xây dựng 6 cấp độ lãnh đạo chuẩn. Dựa vào khung chuẩn đó, các học viên sẽ tự đánh giá mình đang ở cấp độ nào và phấn đấu đạt mức cao hơn. Các doanh nghiệp đều có rất nhiều vấn đề, nhưng những cái người lãnh đạo có nhất họ cố gắng đi tìm vấn đề nhưng họ quên một điều, đó là mọi vấn đề trong tổ chức được hình thành và tồn tại đa phần do cái tầm lãnh đạo của họ quyết định. Thì khóa học này việc đầu tiên đó là cho họ thấy là cái tầm của họ tới đâu trong 6 cái level lãnh đạo, và trên cái tầm đó họ sẽ nhìn nhận là mọi vấn đề xảy ra trong tổ chức do anh ở cái tầm nào quyết định. Trên cái tầm đó bắt đầu chúng ta mới nhảy vào. Vậy để đạt được cái tầm mới và giải quyết vấn đề này thì chúng ta cần công cụ và giải pháp như thế nào? Ngoài ra, chương trình còn có nhiều hoạt động trải nghiệm giúp học viên có những cảm xúc thật về những bài học vừa học được, cũng như môi trường giúp các nhà lãnh đạo quản lý rèn luyện và thay đổi khả năng lãnh đạo rõ nét trong 90 ngày.